Xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Diễn đàn Trader Việt, nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading cho cộng đồng trader Việt Nam. Sau đây là điểm nóng Forex tuần từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 9. Cuộc đổ bộ của các dữ liệu kinh tế trước thời điểm quyết định. Vương quốc Anh và phần còn lại của thế giới thương tiếc sự ra đi của nữ hoàng Elizabeth đời nhị, và Ngân hàng Trung ương Anh BOE đã hoãn cuộc họp quyết định lãi suất sắp tới vào thứ Năm sang ngày 22 tháng 9. Tuy nhiên, việc phát hành dữ liệu vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch. Điều này sẽ cho BOE thêm một tuần để xử lý các dữ liệu đầu vào này. Mời mọi người cùng đến với điểm nóng Forex tuần ngay sau đây. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng điểm qua các diễn biến quan trọng trong tuần trước. Tuần vừa rồi, các ngân hàng trung ương lớn bao gồm Úc RBA, Canada BOC và châu Âu ECB đều tăng lãi suất và cho biết nhiều đợt tăng lãi suất khác sẽ đến. Đối với RBA, họ đã tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản để đưa lãi suất chuẩn lên mức 2.35% và cho biết họ dự kiến sẽ tăng lãi suất trong những tháng tới để đưa lạm phát xuống mức mục tiêu 2% đến 3%. Tuy nhiên, vào thứ Năm, thống đốc RBA Lowy nói rằng RBA có thể làm chậm tốc độ thắt chặt của mình. Theo đó, thị trường kỳ vọng RBA sẽ chỉ tăng 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tiếp theo. Đối với BOC, họ đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, đưa tỷ lệ lãi suất chủ chốt lên 3.25%. BOC cũng nói rằng họ sẽ cần phải tăng thêm lãi suất hơn nữa do triển vọng về lạm phát vẫn cao. Vào thứ Năm, quan chức BOC Rogers nói rằng việc đưa lạm phát trở lại 2% sẽ mất một thời gian, nó đảm bảo rằng các đợt tăng chưa dừng lại. Vào thứ Sáu, Canada đã công bố dữ liệu việc làm và ghi nhận số việc làm mất đi trong tháng 8 là 39.700, nâng tổng số việc làm mất đi trong 3 tháng lên mức 113.500. Vậy liệu sẽ có bao nhiêu việc làm nữa bị mất trước khi BOC ngừng tăng lãi suất? Đối với ECB, họ cũng tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, đưa lãi suất chủ chốt từ 0% lên 0.75%. Ngoài ra, tuyên bố chính sách nhấn mạnh rằng ECB sẽ phải tăng lãi suất hơn nữa để đề phòng kỳ vọng lạm phát cao hơn. Tuy nhiên, Chủ tịch Christine Lagarde lưu ý rằng ngân hàng trung ương không đi theo con đường định sẵn và các quyết định sẽ được đưa ra trên cơ sở từng cuộc họp. Sau đây là các điểm nóng đáng chú ý trong tuần mới. Dữ liệu kinh tế Anh và tác động của nó lên BOE. Dữ liệu của tuần này có thể thay đổi quyết định của BOE về việc liệu họ sẽ tăng 50 hay 75 điểm cơ bản tại cuộc họp vào ngày 22 tháng 9. Vương quốc Anh sẽ công bố GDP, sản lượng sản xuất, sản lượng công nghiệp, tình hình thất nghiệp, lạm phát và bán lẻ. Về điểm dữ liệu quan trọng nhất sẽ là CPI tháng 8. Thị trường đang kỳ vọng về một mức tăng 10.2% hàng năm sau khi tháng trước đã lên 10.1%. BOE đã lưu ý tại cuộc họp cuối cùng của mình rằng lạm phát có thể tăng trong tháng 10 lên 13.3% và tiếp tục tăng trong phần lớn năm 2023. Do đó, liệu một mức CPI thấp hơn dự kiến có thể ngăn BOE tăng 75 điểm cơ bản? Khả năng là không, bởi quanh mức 10% vẫn là mức cực kỳ cao và BOE phải hạ nó xuống trước khi quá muộn. Dữ liệu kinh tế Mỹ và tác động của nó lên Fed. Hoa Kỳ cũng sẽ công bố rất nhiều dữ liệu có thể thay đổi quyết định tăng lãi suất của FOMC từ 75 điểm cơ bản xuống 50 điểm cơ bản khi họ nhóm họp vào ngày 21 tháng 9.
Dữ liệu này bao gồm CPI, doanh số bán lẻ, chỉ số sản xuất Philly Fed và chỉ số tâm lý người tiêu dùng Michigan. Như ở Anh, dữ liệu quan trọng nhất vẫn sẽ là CPI tháng 8. Kỳ vọng hiện đang là lạm phát tổng thể sẽ giảm xuống mức 8.1% hàng năm, từ mức 8.5% của tháng 8 và mức 9.1% của tháng 7. Tuy nhiên, chỉ số tâm lý người tiêu dùng Michigan có thể khiến một số người ngạc nhiên vì nó đã gần mức thấp kỷ lục trong vài tháng qua. Ngoài ra, các thành phần riêng lẻ của chỉ số lạm phát có thể quan trọng nếu nó ghi nhận mức tăng cao hơn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng các thành viên FOMC sẽ bước vào giai đoạn im lặng trước cuộc họp bắt đầu từ tuần tới, và do đó sẽ không có bất kỳ thông tin mới nào về quan điểm của các quan chức được đưa ra. Dữ liệu kinh tế Trung Quốc và tâm lý thị trường. Trung Quốc sẽ có một loạt các dữ liệu được công bố vào tuần mới với sản xuất công nghiệp, doanh số bán lẻ và tỷ lệ thất nghiệp. Vào tháng trước, dữ liệu thật tồi tệ và Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất trước khi dữ liệu được công bố. Do đó, cần đề phòng một động thái tương tự. Ngoài ra, một chuỗi các dữ liệu yếu kém có thể sẽ khiến tâm lý thị trường đi xuống khi mà nó vốn đã mong manh. Về mặt dữ liệu kinh tế, lịch kinh tế có thể trong tuần mới bao gồm như sau. Vào thứ hai, GDP Anh, sản xuất công nghiệp Anh, kỳ vọng lạm phát người tiêu dùng Mỹ. Vào thứ ba, tâm lý kinh tế GEW, lạm phát Mỹ. Vào thứ tư, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc quyết định lãi suất, lạm phát Anh, PPI Mỹ. Và thứ năm, GDP New Zealand, lao động Úc, bán lẻ Mỹ, chỉ số sản xuất Philly Fed, sản lượng công nghiệp Mỹ. Và cuối cùng là vào thứ sáu, bán lẻ Anh, lạm phát Mỹ và tâm lý người tiêu dùng Michigan. Trên đây là các điểm sự kiện đáng chú ý cho tuần mới. Mọi người tham khảo để có kế hoạch giao dịch cho phù hợp nhé. Nếu các bạn thấy video này hay hoặc hữu ích thì đừng quên like, share và comment là tôi quan tâm để ủng hộ mình cũng như đội ngũ Trader Việt. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh thì đừng quên nhấn nút subscribe cũng như hình chuông nhỏ nhỏ bên phải để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình trong tương lai nhé. Còn bây giờ, mình chúc các bạn sẽ có một tuần giao dịch mới thành công và nhiều thuận lợi. Hẹn gặp lại các bạn trong những điểm nóng Fresh tuần tiếp theo.